Kính chào quý vị, bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện chiều thứ Sáu 16 tháng 4 ghi nhận tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước như thế nào. Ống kính an ninh sẽ chuyển tải đến chúng ta nghe sau đây. Ghi nhận đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề cập đến hoạt động tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông tại thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền. Trong buổi tuyên truyền pháp luật, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông tin đến đại diện cán bộ mặt trận, hội đoàn thể trên địa bàn thị xã Phú Mỹ về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tội phạm ma túy và cách nhận biết các loại ma túy. Dịp này, Công an tỉnh cũng thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông ở thị xã Phú Mỹ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một số nội dung quan trọng của luật giao thông đường bộ, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Các đại biểu còn được xem phim tư liệu về các vụ trọng án liên quan đến mạng xã hội, ma túy và các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thanh thiếu niên có đạo thuộc giáo xứ Phước Hưng và Phước Lâm của huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được công an địa phương thông tin về những quy định pháp luật trong phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội. Các bạn trẻ còn được thông tin về các vụ án, vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn huyện do thanh thiếu niên gây ra trong thời gian gần đây. Từ đó rút ra bài học và tránh xa tệ nạn tội ác, có ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật, tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Trên địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền, lực lượng biên phòng xã Phước Tỉnh phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Vương tàng trữ trái phép ma túy. Đối tượng này đang trọ ở khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Trên địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền, lực lượng biên phòng xã Phước Tỉnh phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Vương tàng trữ trái phép ma túy. Đối tượng này đang trọ ở khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hai gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 100 gram, một xe máy và 5 điện thoại di động. Vũ Văn Vương thừa nhận tang vật là ma túy đá, được mua về để sử dụng và bán cho con nghiện xung quanh. Đối tượng Vương từng bị Tòa án Nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh xử án 3 năm về tội trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Thùy Trang ở xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và phát hiện 20 đối tượng đang bay lắc tập thể. Cả chủ nhà nghỉ, nhân viên và khách đều dương tính với ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phát hiện 2 phòng nghỉ có tổng cộng 17 khách đang tụ tập sử dụng ma túy. Trong phòng có nhiều loa, đèn chớp tạo không gian bay lắc. Ngoài 17 khách, trong hai phòng nghỉ còn có quản lý của nhà nghỉ là Nguyễn Ngọc Hải và hai nhân viên. Qua kiểm tra, cả 20 người đều có kết quả dương tính với ma túy. Công an thành phố Đồng Xoài đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy tập thể. Cũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Công an huyện Hớn Quản đã bàn giao một đối tượng buôn lậu tiếp xúc với những người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam cho cơ quan chức năng để đưa đi cách ly y tế tập trung nhằm phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. Công an huyện Hớn Quản phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước tiến hành tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ 13. Đến địa phận xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, lực lượng chức năng phát hiện ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe vận chuyển 6.500 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Tết và Hero. Đối tượng Dương Hoàng Nhân khai nhận điều khiển xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực biên giới Việt Nam Campuchia thuộc huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước mua thuốc lá nhập lậu về bán. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia, Công an huyện Hớn Quản đã bàn giao đối tượng Nhân cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hớn Quản thực hiện cách ly tập trung theo quy định, đồng thời phối hợp ngành y tế truy vết, phun thuốc khử trùng hàng hóa, phương tiện vận chuyển những nơi mà đối tượng đã đi qua. Thưa quý vị, với hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, bị cáo Lê Văn Thảo, tức Lê Hoàng Thảo, ngụ tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm tù giam. Theo cáo trạng của Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau, Lê Văn Thảo,
nhận được điện thoại từ Malaysia của một người họ hàng là Phạm Hoàng Lộ và đối tượng tên Âu, nên đã điều khiển tàu chạy ra biển chở 38 người Việt Nam từ Malaysia vào đất liền với giá 25 triệu đồng. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Lê Văn Thảo vì đưa người nhập cảnh trái phép. Các đối tượng Trần Văn Hoàng, Nguyễn Thị Hương, Phạm Hoàng Lộ và đối tượng tên Âu đang ở Malaysia không có mặt tại hiện trường. Cơ quan an ninh điều tra chưa mời làm việc được nên tách ra tiếp tục điều tra, xử lý sau. Khép lại bản tin chiều nay là thông tin ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây ghi số đề tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền ăn thua tới hơn 500 tỷ đồng. Công an cũng đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây này. Đường dây ghi số đề do Nguyễn Vũ Anh Tuấn, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Qua khám xét hơn 10 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt giữ Tuấn cùng 7 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo điều tra của cơ quan chức năng, những đại lý ghi số đề do Tuấn điều hành đều hoạt động kín kẽ trong các căn nhà kính cổng cao tường và lắp hàng loạt camera giám sát. Tuấn tạo nhiều group tin nhắn iMessage của điện thoại với các đồng phạm để nhận phơi ghi số đề, ăn thua với người chơi. Đường dây đã hoạt động gần 3 năm với số tiền ăn thua đến hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày. Tổng lượng tiền giao dịch đến khi bị phát hiện hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Quý vị vừa theo dõi bản tin trước ống kính trên sóng truyền hình BRT. Để xem lại những bản tin đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào website brt.vn và kênh YouTube BRT Go. Ý kiến góp ý cũng như thông tin cộng tác, quý vị vui lòng gửi về hộp thư trước ống kính brt@gmail.com. Quý vị nhé! Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 18 giờ chiều mai.